We're gonna go on a boat ride later. Would you like to join it? Sure. Perfect. Oh, she's so adorable. Thank you. She's so tiny. She is 5 months older than Audrey. Really? Oh my goodness. Okay, here we go. Are you done? I'm a granny, so I love kids. Love kids. Yeah. I love being a mom, but you know when you have your grands, it's a whole other world, and I just yeah, right. I love it. This is my destiny. I admit to be a granny. Aww. I have 7 grandchildren. Well, 8 really, because I have Audrey. Hey, you guys gotta share. Yeah, we gotta share. Mom, don't let me go quick. Why don't you both sit on it? Both get in and sit. Yeah. It's big enough for 2. Uh-huh. You sit on it, Audrey, and then let Jade come in and sit. There's room for 2. Oh, yeah. Well, there you go. Jade, go sit. Yeah. Sit on the other side. Yeah. Oh, this is so cute. Oh, my God. Jade, you sit on another side. Sit down. Sit down. Why? No slashing. You gonna push her around? Yeah, JD, can you push Audrey around? Like, push her. Oh, okay, never mind. Oh, she's scared. No, she doesn't want it. JD, she doesn't want it. Yeah, sit on the other side of her, man. JD, sit on another side. Yeah, balance it. That's enough. Fine. When Daddy come home, okay? Daddy's taking forever. What do you want to find? You want to find some snail? I'll find some. Oh, wow. That what? Audrey, you want to go and find it? Yeah. Yeah. Wow. Can I hold it for you? Jady misses you, Audrey. How's the water? Huh? Yeah. Oh, my God. It's going to be like 90. I know. It's already 87. So we were like, just come out here and cool off a little bit. Were you guys here a long time? No, just about a half an hour. Okay. Nữa. Mà bắt chết mình. Sao? Ôi trời trời. Ôi trời ơi, dữ chưa? Rồi, không lên đâu. Ôi trời ơi, quá dữ luôn. Baby, we need to find a professional gymnastic and professional swim school. Buddy, she's 3.5 right now. I don't care, but she needs to go. We're gonna register her for the gymnastic. She wants to go to school so she can have more friends. She doesn't need friends. She just needs her mommy. Right, JD? You just need your mommy. Không cho mày ngồi đây hả? JD. But stop talking. Xin lỗi. I was gonna pay my class. Rồi, nói này. Maybe what you gonna do with your clothes? I grab my clothes. Put them in a bag and just keep them for... JD, nhưng mà mày hỏi con nè. Bây giờ nè, friends and mommy, who do you want? I want you, mom. See? Bây giờ mày hỏi con lại một lần nữa nè. Bạn và mẹ, con chọn ai? Chọn mẹ. Đúng rồi, thôi giời, mẹ là người bạn thân nhất cuộc đời mà. Ôi, thương quá cục đàn á. High five. Ôi trời ơi. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah.
ơi, fan. À, đi xuống, đứng xuống. Rồi, đứng xuống quay con ha. Nó kêu đứng xuống quay. Tối đó cô chú, buổi tối của gia đình em. Cho cô chú coi buổi tối của gia đình em. Ba chay coi điện thoại với coi tivi. Chịu đợi lâu không? Bếp bếp cà là gì? Bắt đầu tuần sau là cô đi học nhiều lắm đó. Ê con nhảy giống như bữa sa ta 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 ta, nhớ không, nhớ không? Cái bữa đó, cái bữa đó con nhảy cái kiểu gì á mà mày thích cái kiểu? Ok, trời ơi giỏi ghê chưa. Bây giờ múa dẻo mà nằm xuống cái lưng xuống luôn. Hôm qua trên tàu á, nhớ không? Đó, dữ chưa. Thấy chưa cô chủ ơi, thấy ghê chưa cô chủ? Chừng sao nữa, sẽ chừng sao nữa. Can you hold my hand? Ok. Hold me. Then I was gonna bend my hand. I was gonna bend my hand. Tao đập cho con này bây giờ á, nó giỡn nè. Giỡn, con này nó giỡn không mà, coi được đời không, coi được đời không? Đó, thôi rồi. Con tay lại, con xin lỗi mẹ. Con lỡ lớn tiếng với mẹ. À, con lỡ... Trời ơi. Giống y chang như là mẹ nói lớn tiếng với bà Nhung vậy hả? Ủa, vô lý không? Mẹ nói lớn tiếng với bà Nhung là mẹ kể chuyện cho bà Nhung nghe, mẹ kể lớn lên cho bà Nhung nghe, chứ không phải là mẹ la bà Nhung. Không, không có giống nhau được. Trời ơi, ai dạy vậy hả? Mẹ không có hổn với bà Nhung, mà con hổn với mẹ. Con la lớn với mẹ, con kêu mẹ là gì đó, be quiet, là cái đó là hổn. Còn mẹ nói chuyện với bà Nhung, mẹ kể cho bà Nhung nghe một câu chuyện, mẹ nói lớn tiếng. Đúng rồi, con xin lỗi mẹ lại đi. Cái đó rồi, trời ơi, hồi bữa có một cái câu chuyện mà Ngọc kể cho cô Nhung nghe lớn thôi. Mà nó nói mẹ không được nói chuyện với bà Nhung lớn tiếng như vậy. Mà bây giờ hả, Ngọc nói chuyện lớn cái nó kêu Ngọc quá hả, im lặng. Ngọc nói là con không có được lớn tiếng như mẹ vậy. Nó nói giống y chang như mẹ nói chuyện với bà Nhung hôm bữa. Trời ơi, có được đời không? Rồi con, hồi nãy con xin lỗi mẹ chưa? Dạ. Dạ, con chết. Không mình nè. À im im. Con không được nói vậy nha. Giống như trong nhà, ví dụ như mình có mấy đứa con á, ừ, thì có đứa thì hả mình nói chuyện hợp với nó, còn có đứa là mình nói chuyện không hợp á. Ra đây. Tôi nghi là đứa này nè. À. Nói đi nó cũng chỉnh lưng tôi á, mó bê lớn à. Nói là đi ra đường mà nói mẹ nó nhỏ thôi. Mẹ nói chữ này sai. Ủa gì hả? My brain just jiggled, mom. Sao bị gì con? My brain just jiggled, mom. My brain just opened up. Funny. Oh, your brain just opened up? Mm-hmm. And what happened? It was breaking up. Oh. Vậy bởi vì con đừng có nhảy quá nghe chưa? À xạo à. Nó mới té xuống cái hả, cái chắc cái gân nó giật gì trên cái đầu này nè. Nó nói mẹ mẹ cái não con bây giờ nó tách ra làm hai rồi. Vậy mà cũng còn nhảy nữa à. Baby, what did she say? I forgot. I just forgot what she say. My brain is what? Mẹ cái não của con bây giờ nó mở ra luôn rồi. Được đời không? Có được đời ông đó, hoa hậu đó cô chú. No. À không phải, ủa mẹ nói con là hoa hậu mà. Không được nói chuyện luôn hả? Tôi sinh ra để nói mà có một mình nó để tôi im lặng được thôi. Đi
cái người, người phụ nữ mà quyền lực nhất cuộc đời của mẹ chay là đây. Không ai có thể bắt tôi im lặng được hết, chỉ ngoài nó sụt cái là tôi sợ đi. Hả chay ha, chay cha 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 cha. Mom, a baby name's annoying, Mom. Oh, em bé tên annoying hả? Yeah. Sao con name em bé tên gì kỳ vậy? No, the one in the movie. À, 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 à. Con đang coi phim gì á? Coi phim gì á? Thế dạ mẹ con coi phim Ray à. Mommy. Làm sao? Thường lắm á, trụ trụ quên cái trục đàn á, trục nọc á. Ôi trời ơi, trục đàn á, trục nọc á. Thôi vậy thôi, tối nay mẹ không có ngủ giường này phải không? Không có cho mẹ ngủ đây phải không? Rồi vậy tối nay mẹ ngủ dưới đây nha. Ok, lót ghế, lót gối, xong thải xuống dưới giùm cái gối. Thải xuống dưới giùm cái gối, tôi ngủ đây. Trời ơi, lấy gối thiệt luôn mà được đời không? Trời ơi trời, nó đành đoạn. Sao con nữ lạnh lùng, con đuổi mẹ nằm đây. Ôi, con nó đành đoạn dễ sợ không? Bây giờ tôi, bây giờ là tôi nằm dưới đất thiệt luôn nè cô chú nè, nó đành đoạn dễ sợ. Trời ơi. Ồ, con muốn cho mẹ cái blanket hả? Không, giờ xong cho mẹ mời, mẹ lạnh quá à. Ok fine. Rồi. Thank you. Rồi con có xuống đây con ngủ mẹ không? Thôi, đời nổi không? Đời nổi không? Nó dẻo dữ tay.